bão San Ba giật cấp 11 có suy yếu khi vào Nam Trung Bộ. Vào 10 giờ sáng nay, 14 tháng 2, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức cuộc họp để bàn biện pháp ứng phó với cơn bão San Ba, giật cấp 11, đang di chuyển nhanh vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 1 giờ sáng nay 14 tháng 2, vị trí tâm bão San Ba ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan, Philippines, khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Khoảng tối nay 14 tháng 2, bão San Ba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 15 tháng 2, vị trí tâm bão San Ba ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 11. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8, có bán kính khoảng 100 km, tính từ vùng tâm bão. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão San Ba di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 16 tháng 2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão San Ba di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 2, mùng 2 Tết, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8.